Nhà mình á ăn bánh xèo mọi người ạ. Đây là bánh xèo mình làm này mọi người. Đây là rau sống. Mùa đông á chỉ còn có mỗi cái rau này thôi mọi người, chứ nó không có nhiều rau thơm. Đấy mọi người. Bánh xèo hôm nay mình đổ bánh xèo ăn này con gái mà thích ăn bánh xèo này mình đổ bánh xèo. Rau thơm này mình chỉ có vậy thôi. Thôi mời mọi người cùng vào bàn với gia đình mình nha. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình ăn bánh xèo mọi người ạ. Hôm nay mình đổ bánh xèo. Đây là bánh xèo mình đổ. Mình để vậy. Mời mọi người vào ăn tối với gia đình mình nha. Ok, vô. Chúc sức khỏe. Chúc mọi người sức khỏe nha. Chào. Hello. Excellent. Good quality whiskey. Đấy, nhà mình lấy, con lấy rau con cuốn con ăn, con muốn ăn kiểu gì con ăn. Như rau cuốn chấm à. Ik ben de volgorde even kwijt hoor. Zeg het maar. Die blaadje. Eerste blaadjes. Cái rau này mọi người ạ. Rau lấy hết luôn à? Không, mấy người nữa thôi, một ít thôi, mấy nguyên cái để cũng được. Làm một rau blaadjes. Như này mình lấy cho đây cái đĩa thôi. Tay mình rửa rồi, đưa đĩa đoạn vô. Con gái mình bảo nguyên cái cho nguyên cái đi. Món xèo là phải ăn tay nó mới đúng không mọi người? Een echte Vietnamese doet dat gewoon met zijn sokjes. Mình bỏ vô cái rau nè. Gedeeltelijk. Nou, misschien heb ik het toch beter zo pakken. Wat denk jij? Xin mời mọi người nha. Ik pak hem beter. Chúc ăn ngon nè. Ja, daar, zo, zo. Hey, die gaat weer te snel, joh. Zit hier nog. Wat is dit? Groente. Sla. Ja, hoe niet? Is je allemaal nog geen groente meer? Nou, mooi mooi hoor. Wat moet ik hierin doen? Gewoon zo rood, hè? Ik zal op gooi kuon eten, hè? Ik zie jou niet rood. Hoeft niet. Oh, hoeft niet. Maar je moet je wel goed in doen. Oké, ik zal het proberen. Ik weet niet of het iets gaat worden hoor. En dan moet ik hem ook nog dopen in de. Ja? In de noekman. Ik heb ook nog een man vandaag, ik niet weet. Ông xã mình bảo ăn này cuốn làm sao, tại vì ông xã mình không thích ăn rau á. Nên ông xã mình không thích cuốn rau đâu mọi người. Bị xe xin mắc không bắt xe hả? Như mắc về mệt khu rửa mệt xla ế chứ ổ cơ sôn rửa xla mà chỉ biết. Ngon nhỉ? Ngon. Mình đây, mình chiên. Mình chiên nó giòn lắm mọi người, không phải đến khi mà những khi ăn ấy, chờ chiên xong mới ăn ấy thì nó cũng hơi ịp ịp hết rồi. Cho lên nhé, mình cho rau thơm lên. Đây là recipe của chúng ta. Mình. Rau. Đấy, mình. Bánh xèo phải có rau nó mới mình. Ngon lắm mọi người. Ok, bánh xèo. Bánh xèo, bánh xèo. Đây là bơ. Bơ. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo. Chào. Xin chào. Bánh xèo. Ok. Sao? Check it out. Ik heb wel wat makkelijker gezet. Wat? Con bỏ vô con cuốn phải ăn ngon hơn. Machine ra bông bông. Dễ ăn hơn chị. Mọi người ở Việt Nam giờ tình hình thế nào mọi người? Cây xăng đã mở lại được chưa mọi người? Đó, bên mình nó xăng đang lên lại mọi người mấy bữa trước à?
Mấy tuần trước xong nó còn xuống được một chút. Giờ nó lên lại mọi người, dầu nó cũng lên quá trời luôn. Việt Nam mình giờ có xăng đổ cho mấy cái xăng nó mở được cho mọi người. Chưa lekker sao? Lekker. Ngon. Rất ngon. Rất ngon. Hút sâu xét bà xã rất ngon. Bánh xèo rất ngon bà xã. Bịt rồi. Dạ trong xã mình bị nói tiếng Việt mọi người ạ. Có. Đó. Mình làm bánh xèo đơn giản lắm mọi người. Mình ok, quá. Hey, pak je beker even, pak je beker. Die je gewonnen hebt, krijg je gelijk even wat zien. Doe maar hoor. Ja. Ik wil hem daarbij komen. Jawel. Ik kan hem wel zetten, maar hierbij. Even op de proef. Bánh xèo này ngon. Mình làm bánh xèo đơn giản mọi người. Mình xã mình chỉ có ăn thịt bò xay thôi á, không ăn tôm. Còn hai con gái với mình thì lại thích ăn tôm với lại thịt ba rọi. Thử giơ lên nào con. Hôm nay hôm nay con. Kiều Vũ nhảy. Kiều Vũ nói. Kiều Vũ. Số là hai. Nó mình cái số hai. Con gái mình nó khoe đi thi nhảy á mọi người. Đi thi nhảy hip hop ngày hôm qua hôm bữa là được hạng 2 mọi người ạ. Được top 2. Ừ. Sẽ tao nó được bài chưa? Okay. Dạ. Ông xã thì muốn khoe luôn. Con gái mình nó kêu ngại thôi đừng để. Nói sao đâu, con có được thì người ta chúc mừng con thôi mẹ. Ik vind dat nog zwaar, hè? Zwaar een beetje, hè? Die medaille daar is zwaar. Die medaille, hè? Ik vind dat goed. Được ba gái được mấy cái medaille, mấy cái ấy thưởng mọi người. Cuốn này nếu vậy ăn thì rau, có nhiều rau cho ăn rau nhiều nó tốt. Việt Nam mình có nhiều rau thơm, bên mình mùa này chỉ còn mỗi rau húng lụi này thôi mọi người. Đói bụng à? Sao? Nào, em rồi. Rồi, for the volgende keer. Stel af, hè? 3-2 en dan voor de volgende keer voor de eerste plaats. Hè? Dat ga je niet lukken. Natuurlijk wel. Ja, mình nói là lần tới phải về nhất nhá. Đấy, mình ăn xong một cái rưỡi mọi người. Chân gái mình đưa đĩa lên mẹ bỏ cho chân nào. Hắn niet meer lopen thuis. Mà đưa đĩa lên, đưa đĩa cao lên này. Conditie training, toch? Nee, we hebben geen conditie. Nee, maar dan wel. Mọi người ăn bánh xèo ngon mọi người. Rất là ngon mọi người. Hoe lang het loopt is vanuit Berlichem? Giòn lắm mọi người. 2 uur. Hả? Ngon mọi người. The folk green. Đó. Het is 59 kilometer. Gemiddeld rijden we 100. 1 uur. Hoeveel kilometer? Nee, 57. Laten we even voor het gemak zeggen 50. En je rijdt 100 km per uur, dan doe je er een half uur over met de auto. 100 km per uur. Nee, 85 km, wij rijden hier daarna. Oké. Als jij 50 km per uur kan lopen, dan doe je er een uur over. 25 km per uur doe je er 2 uur over. Dan loop je 25 km per uur.
Nou, ze moet wel halen. Nee, ga je niet redden. Dat hoeft ook niet. Dat is goed, nummer 2. Zeer tevreden. Ik doe dit nou even zo. Dat vind ik makkelijker. Mình làm bánh xèo á, với thịt xay như vậy á, thì ông xã mình còn ăn được. Hai mẹ con mình ăn dễ, ăn gì cũng được. Nhưng mà có muốn cho ông xã mình ăn chung á, nên phải làm thịt xay mọi người ạ. Một cái rách rồi, rất tốt. Đấy chứ. Có mấy người đeo cái phần này xuyên mặt. Này. Dạ, xay nó. Mình phải cái này lấy cái. Hãy cho nó bánh xèo được. Ja, ik weet niet eens Vietnamese naam van eten. Zo, kijk. Opstaan. Ja, toch? Ja, mijn broer. Dat is dan in de co-op maar geweest vandaag. Er was niks te koop, denk daarvan. Mooi dag vandaag, heerlijk. Ngon mọi người ấy, mình nên thèm với ông xã mình biết ăn, với con gái mình biết ăn, là mình làm không mọi người. Ik vind het wel moeilijk uit je met sokjes, jawel hè. Dit zijn echt Vietnamese woorden. Ja, jawel dan. Half denk ik. Half kaaskop, kun je ook niet. Al ik heb een halve kaas. Wil je mắm mee ook? Ik zou de mắm in het bij. Ik kan lekker tien van de kinderen naar huis, maar ik kan wel veel vlees en maar een beetje. Oh, heb jij wel een groot lepel? Ja. Want aan mắm xèo, maar mắm cọp, aan hai cha con này này không ăn rau mọi người. Echt wel. Ik had net eentje op. Nou, net. Ja, eentje. Eentje. Mình ăn gì cũng phải có rau ấy thích mọi người. Dat is wel niet fun. Nou. Wat heb jij met? Een tweeling. Zeker. Alleen ruikt niet zo snel. Dat vind ik moeilijk met een slokje. Mình ăn hai cái rồi. Con gái mình cũng được hai cái. Ja, ook twee. Wij zijn ook twee, twee, twee. Ja, twee, twee, twee. Dan hier minder. Ja. Twee stuk, dan laat ik ook twee stuk. Ja, ook twee. Serieus? Ja. Oké. Even doorhappen. Ja, gewoon een slow eten. Ja. Hoppa, ja. Morgen met de chips, hè. Wil jij dat weten? Ja, dat weten we allemaal wel. Dat hoef je niet voor de camera zeggen. Nog harder. Ja, dan heb je een rauwtje, hoor. Mijn naam, mijn naam, hoor. Heb je bot in? Mijn naam krijgt het bij, mijn naam. Ja. Đang đói bụng nữa, nó xèo thơm, thơm nước dừa. Mình pha chung với nước dừa với lại bia mọi người. Không, mình không cần phải cơm nguội. Bia. Lúc nào mình cũng cho bia vào làm. Nó mà chẳng cho. Đói mình hỏi cho bia vô, hỏi bảo ứ. Lúc nào mình làm mình cũng cho mà nó không biết. Cho một lít bia này. Nou, dat kan wel voor je. Nou, geen foto hebben. Thank you.
Ben je wat horen? In begin. Serieus? Nou wel? Ja, ik ben nou bij Dona. Ik ben haar kijken, man. Ja, dat is de beter. Ja. Mama. Lepel ook aan het. Ja, ik krijg niks anders. Dus. Ik moet improviseren, weet je wel. Cái này mẹ bỏ vô luôn nè. Mấy cái sốt kia nó ăn cái này, ăn cái thứ ba rồi nè. Mình ăn ba cái nào cũng no rồi. Với bé chắc ăn ba cái này cũng no. Nhiều quá. Thật, thật phải. Đấy, mình lúc mình chiên lên nó giòn lắm mọi người, giòn ngon lắm mà mình đợi mình chiên hết xong rồi mới ăn ấy, ngồi ăn ấy. Ăn bánh xèo là phải mình phải chiên tới đâu ăn tới đó mọi người thì nó mới giòn ngon. Nhưng mà đợi chiên xong này với cả nhà ăn thì nó bắt đầu nó bớt giòn mọi người. Ik heb er nog drie van. Dus waar zijn we z'n drie? Nou, pa, bak gewoon met je handen, twee handen. Je hebt toch voor niks twee handen? Voor niks? Toch niet voor niks? Oh. Nou, zeg. Nee, hè? Nee, joh, joh, joh. Mag ik ook even? Nee. Nu moet je uitzetten. Die laten we er beter in staan. Dat is een, nee. Ja, toch? Nee. Why not? Maar niet te moeilijk. Andere nou. Oh ja, maar. Wat er is. Kan eigenlijk niet meer, hè? Hoi, video mình cũng đã dài rồi, con gái mình xin phép đi xuống bàn rồi mọi người. Nên mình dừng video ở đây nhé, trong xã mình ăn tiếp. Nếu mọi người yêu thương gia đình mình ấy thế. Like. Nói to lên. Chút. Video ở đây nhé mọi người. Video mình đã dài trong xã mình ăn nè. Nếu mọi người yêu thương gia đình mình thì hãy nhấn like and đăng ký. Đăng ký. Nhấn chuông nha mọi người. Ok, mark check up. Ok, let's continue. Subscribe. Push the notification button. Share. Ring the bell. Đấy, ông xã mình nói mọi người nhớ nhấn chuông là đăng ký chia sẻ nha mọi người. Mọi người hãy yêu thương, nhớ yêu thương gia đình mình nhé. Hãy đăng ký cho gia đình Vi Nguyễn Family Cuộc Sống Hà Lan nha mọi người. Nhớ nhấn like, nhấn chuông, đăng ký nha mọi người. Yeah. Đây, tạm biệt mọi người. Bye. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Chúc mọi người. Chúc mọi người ngày mới. Ngày mới. Vui vẻ. Chúc mọi người. Con chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Đang phải. Ngày mới vui vẻ. Ngày mới vui vẻ. Đang vẻ. Mình đang tập cho con gái mình vui vẻ. Nói bảo mọi người tại vì cháu vui vẻ. Bé hay ngại nên nó không có nói. Bé ăn cùng lên video cùng nhưng mà ngại hơn nó không nói. Đang tập cho bé từ từ nói từ từ. Thôi tạm biệt mọi người nhé. Bye bye mọi người. Bye. Bye.